Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 8 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phúc Yên họp ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Liên đoàn Lao động tỉnh truyền thông và khai trương phòng vắt chữ sữa cho nữ công nhân lao động đang nuôi con nhỏ tại công ty trách nhiệm hạn KS Techvina. Tam Đảo với công tác bảo vệ môi trường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng bộ xã Yên Phương, huyện Yên Lạc vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Gia Bằng, Phó Bí thư huyện ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng 125 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế của xã có tốc độ tăng trưởng bình quân 16% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Gia Bằng biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ xã Yên Phương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo nhân dân, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế theo hướng khoa học và có quy mô lớn, tăng cường xây dựng đảng, xử lý ô nhiễm môi trường. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21 và biểu quyết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ tòa án nhân dân huyện Tam Đảo có 10 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 5 năm, Tòa án Nhân dân huyện Tam Đảo đã thụ lý gần 1.100 vụ việc các loại. Các vụ án lớn, trọng điểm và phức tạp được giải quyết trong thời gian quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội. Chú trọng công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nhân dân. Công tác thi hành án luôn được quan tâm, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với chính quyền quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương. Công tác đảng được chi bộ quan tâm. Chi bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành các mục tiêu, phấn đấu giải quyết tốt các loại án, hạn chế thấp nhất án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu hàng năm trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ khối đoàn thể huyện Sông Lô đã chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn trong chi bộ, tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghiên cứu, học tập các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu công tác của đơn vị mình. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà chi bộ khối đoàn thể huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đại hội đã bầu ban chi ủy chi bộ khóa 2 gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu huyện Sông Lô lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chỉ đạo các kỳ thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh năm học 2015 thị xã Phúc Yên vừa họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015, thị xã Phúc Yên có tổng số 651 thí sinh với 27 phòng thi. Trường Trung học phổ thông Bến Tre được chọn làm địa điểm đặt hội đồng thi. Các nhà trường đã báo cáo các phương án kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, một số khó khăn trong vấn đề giao thông đi lại, tình hình cung cấp điện phục vụ thí sinh trong những ngày thi. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các nhà trường tiếp tục tập trung ôn tập cho học sinh, đảm bảo nội dung bám sát chương trình. Chi nhánh Điện lực Phúc Yên có biện pháp chủ động duy trì điện lưới và chuẩn bị cả các phương án dự phòng. Công an thị xã đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực thi.
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nội dung tuyển sinh, thời gian, địa điểm, quy chế thi nhằm đảm bảo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 diễn ra thành công. Thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch vừa tổ chức đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2010-2015, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị trấn Hoa Sơn đã làm tốt công tác tập hợp, phát triển hội viên, tổ chức được nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thị trấn. Công tác vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân da cam được thực hiện đồng bộ. Hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam được hội quan tâm thường xuyên. Hội đã giúp đỡ cho nhiều hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nhiệm kỳ 2015-2020, hội tiếp tục tập trung củng cố và phát triển tổ chức hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tăng cường đào tạo nghề, hỗ trợ vốn để giúp nạn nhân chất độc da cam tự tin vươn lên trong cuộc sống. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức truyền thông và khai trương phòng vắt chất sữa cho nữ công nhân lao động đang nuôi con nhỏ tại công ty trách nhiệm hữu hạn KS Tech Vina, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn KS Tech Vina hiện có hơn 1.000 cán bộ công nhân, trong đó trên 500 lao động là nữ, nhiều chị em đang nuôi con nhỏ. Nhằm hỗ trợ lao động nữ của công ty có điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đầu tư lắp đặt một phòng vắt chữ sữa mẹ tại công ty để giúp chị em tiết kiệm được một khoản tiền mua sữa ngoài cho con, đồng thời bảo đảm nguồn dinh dưỡng quý giá từ sữa mẹ. Các nữ công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn KS Tech Vina cũng được tuyên truyền tác dụng và sự cần thiết của việc nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn cách cho con bú, cách vắt sữa, thời gian vắt, bảo quản sữa đúng quy định. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lắp đặt được 17 phòng vắt chữ sữa mẹ tại các công ty doanh nghiệp. Dự kiến hết năm 2015, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ lắp đặt khoảng 20 phòng vắt chữ sữa trên toàn tỉnh. Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Tam Đảo không ngừng gia tăng. Tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại một số địa phương đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của nhân dân. Để khắc phục tình trạng này, huyện Tam Đảo đã triển khai nhiều biện pháp tích cực. Phản ánh của Đài Truyền thanh huyện Tam Đảo. Huyện Tam Đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp bảo vệ môi trường, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của các xã thị trấn trên địa bàn, tổ chức ra quân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khơi thông kênh mương, rãnh thoát nước khu dân cư, thành lập được các tổ thu gom rác thải thường xuyên tại các địa phương trên địa bàn huyện. Xã Yên Dương là một trong những địa phương đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường. Xã đã có khu tập kết và xử lý rác thải tạm thời. Cùng với đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác thải, xã đã thành lập các tổ đội vệ sinh môi trường đến 8/8 thôn dân cư. Ngoài cái việc hàng tháng, hàng buổi bà con công nhân đi thu gom xử lý rác đến tận hộ gia đình thì có không những là thu gom rác thì còn tuyên truyền cho các hộ gia đình hiểu được cái việc thu gom xử lý rác để làm sạch cho hộ gia đình. Thế và tuyên truyền cho bà con nhân dân là thường xuyên là ăn chín uống sôi và có cái rác gì để tập trung ra cổng để cho bà con công nhân viên đến hàng một tuần thì chúng tôi tổ chức cho các bác đi thu gom hai buổi. Dân có ý thức là dân họ cũng rác thải họ cũng để vào tải hoặc túi bóng họ buộc chặt lại để chúng tôi đến chúng tôi cứ sẵn sàng là đem ra nơi tập trung để và kéo lên hố rác. Huyện Tam Đảo hiện có 8 xã đã thành lập được hợp tác xã dịch vụ môi trường và 6 xã đã có bãi xử lý rác thải tạm thời. Riêng xã Hợp Châu hợp đồng với công ty môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thực hiện việc vận chuyển rác thải về bãi rác của tỉnh để xử lý. Nhờ vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện đã được cải thiện. Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, huyện Tam Đảo sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm đem lại hiệu quả cao. Để đáp ứng nhu cầu về xử lý rác thải trên địa bàn thì được sự quan tâm của Ủy ban tỉnh đầu tư cho huyện Tam Đảo xây dựng lắp đặt 4 lò đốt rác tại 4 xã gồm có Đạo Trù, Đại Đình, Hồ Sơn và thị trấn Tam Đảo. Đồng thời với công tác phục vụ cho nông thôn mới và phục vụ cho đại hội đảng các cấp, Ủy ban dân huyện cũng sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện, phối hợp với các sở ngành liên quan, nhanh chóng lắp đặt các lò đốt rác trên địa bàn các xã trên. Để công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Tam Đảo thực sự đi vào nề nếp, đem lại hiệu quả cao hơn nữa, rất cần sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự tham gia tích cực của người dân trong việc cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.